sẽ vặn hết cái tay ga thử xem sao nha. Nè, em thấy chưa? Đó, cô lăng mình canh không thấy dấu, anh em thấy không? Ok anh em, thì nay mình sẽ tiếp tục mình nói về cái phần 2 khi mà mình cân bằng động cua lăng nha anh em. Thì ở trong đây là cái cua lăng mình cũng đã cân bằng động rồi, thì ở clip trước mình cũng đã cho anh em xem là cái cua lăng nó cân bằng động như thế nào nha. Nhưng mà cua lăng này sẽ đẹp hơn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra. Tại vì mình cũng cua lăng á thì mình có sẵn ở đây rồi. Đây, mình cho anh em xem. Đó, hai cái cua lăng này FP, đó cũng đã cân bằng động rồi. Nhưng mà mình sẽ mở trong máy cho anh em xem nha. Nó hấp dẫn. Đây, bây giờ mình sẽ mở lốc ra các kiểu. Nói chung là xe mình thì nó cũng dơ lắm anh em, không có sạch đâu, ốc 8, ốc 10 tùm lum tà le hết. Đó. Thì nói chung là mình cũng bữa thì mình cũng đã cân lại rồi. Và cái vô lăng mà đợt ở clip trước phần trước á thì vô lăng đó là mình cũng đã để lại cho một anh khách rồi. Thì nói chung là anh cũng đi công việc hàng ngày nên thành ra là thôi mình làm cho anh chiếc cô tự động anh em. Clip trước là chiếc cô tự động FP á. Đó, mình để cho anh nói chung là mình nói là xấu anh siêu không. Cái anh mới nói là xấu đẹp quan trọng gì, quan trọng là nó hiệu năng ok là được. Thì rất là nhiều anh em khi mà được mình cân vận động lại, feedback lại rất là ok nha anh em. Thì mình sẽ cho anh em xem sau ha. Mình sẽ cho anh em xem sau, mình sẽ để logo lên luôn, hình của những anh em đó luôn chứ mình không có để tên. Đó, rồi thì đó là về thông tin. Đó, bây giờ mình sẽ mở ra, mình cạo ra cho anh em xem. Sẽ kiểm tra nha, kiểm tra đồ bố rồi kia nó có bị bào rồi các kiểu không. Nhưng mà chạy rất là ok nha này. Chạy rất là ok. Chạy rất là nhẹ nha, nhẹ lắm á. Khi mà mình chưa cân á, mình chạy ga giữa ga đuôi á, nó hơi rần chút. Cân rồi á, chạy rất là nhẹ. Thì mình cũng đã che nó lên rồi, bây giờ mình sẽ bắn ra. Đó, mình bắn cả cho anh em xem. Mình sẽ lấy vô lăng ra cho anh em xem như thế nào nha. Cái này là khi mà mình cạo anh em, mình đã nói với anh em rồi, cái nào mà nó cứng á, thì mình phải biết thế để mình chê mình đóng. Còn lấy cái nào mà nó nhẹ thì buộc mình phải mình bắn ra, bắn nó cũng ra được nhưng mà lấy cái súng bắn vừa thôi. Mình bắn súng cứng quá là nó đi á, đi luôn cái đầu gen á. Cái vô lăng khác nha anh em, vô lăng khác mình cân đợt 2. Đó, cân đợt 2 rồi nha. Nên anh em thấy cái viền ở trên rất là đẹp. Anh thấy không? Mở ra mình cho anh em xem. Đây, anh em thấy không? Nè, anh thấy chưa? Đó, cô lăng mình cân không thấy dấu, anh em thấy không? Nhưng mà dấu nó nằm ở dưới này. Đó, anh em thấy chưa? Đó, mình cân ở dưới này rồi, mình đã chuyển về cân ở dưới này. À ha. Đó, anh em thấy không? Khi mà mình cân ở dưới này á thì
Đây. Đây. Khi mà mình cân ở dưới này á, thì cái phần thịt ở chỗ này, cái lượng gram của nó sẽ nhiều hơn so với phần ở trên này. Nếu như ở trên này mà mình cân á, là người ta cân á, là tầm 10 đến 15 10 10 gram đi, thì ở trong này á là nó cái đường kính, tại vì cái phần này là cái đường kính của nó, cái bánh, cái phần mà càng gần cái tâm nhất á, thì nó sẽ phải càng lấy thịt nhiều hơn. Thì ví dụ ở đây 10 gram thì ở đây là tầm 15 gram, phải tầm 15 gram hơn nha. Càng vô trong tâm thì cái lượng gram mà nó mất cân mình cần phải lấy đi là nhiều hơn. Đó, ví dụ như nó đề là 10 gram nhưng mà 10 gram là cái đường kính nó bự nhất, cái phần ngoài bự nhất thì mình lấy 10 gram. À, ví dụ nhưng mà nó không tới 10 gram đâu, ví dụ như là 1-2 gram, 2-3 gram gì đó. Thì khi mà người ta càng cân thì nó càng lòi ra cái sự mất cân bằng đó, người ta khoan tiếp vậy thôi. Đó, thì ví dụ như đây 2-3 gram thì ở trên này lấy 3-4 gram thì càng gần tâm thì cái lượng gram mất đi, càng phải lấy đi càng nhiều hơn ha. Đó, thì đây là cái mà mình cũng đã cân rồi. Chạy rất là ok nha. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem một cái bốn số khác. Đây, mình cũng đã để bên đây. Đó, anh em thấy không? Làm sao có những cái khoan đi lấy đi rất là nhiều thịt. Cái chỗ này rất là sâu, anh em thấy không? Khoan rất là sâu này. Thấy chưa? Khoan vô đụng tới cái cua lăng này luôn, đụng tới cua lăng luôn. Đó. Anh em thấy không? Đó, cái lượng mất cân bằng rất là nhiều nha. Mất cân bằng rất là nhiều. Hoặc là ở đây như thằng năm số đây, mình cho anh em xem thấy không? Đó, thì cái lượng mất cân bằng rất là nhiều nên thành ra là phải khoan ở cái lưng này. Đó, thì đây là cái phần mà người ta khoan nó đẹp hơn em, mình nhờ người ta xử lý đẹp hơn một xíu ha. Phần khoan trên cái tạ lưng, sau cái tạ của nó thì nó sẽ đẹp hơn nhiều so với cái việc mà mình khoan ở trên cái gô lăng như cái clip trước mình cũng đã cho anh em xem. Xấu là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà người ta ép cái vòng cựa này vô là nó sẽ không có đều ấy, thì đúng là nó có thể là nó sẽ không đều, nhưng mà khi mà người ta khoan trên này á là nó kiểu như là khoan nhiều quá, nó có thể là nó sẽ đứt cựa này ra, đứt đôi cái này ra, tại vì cái vòng cựa này đó là bên mình làm á, bất kể là đâu làm cựa vậy, người ta để sẽ ép một cái vòng cựa vô anh em, người ta rớt cái này, anh em thấy không, anh em thấy cái dấu đây không? Nào, anh em thấy cái dấu này đó, cái gì, cái vòng ngoài này là cái vòng cựa mà người ta ép, thấy nó mỏng không, anh em thấy mỏng không? Nhưng nếu mà người ta khoan nhiều quá thì nó sẽ bị đứt ha. Ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, nói chung là mấy chục lỗ như là cái cua lăng trước cho anh em xem á, thì có thể là sẽ bị đứt, nhưng mà mình tránh cái việc đó bằng việc là mình chuyển nó về khoan trên này, khoan trên lưng này. Mặc dù là chỗ này là khả năng cao là cái vùng này nó mất cân bằng động này, nhưng mà chỗ này là cái tạ zin nha, chỗ phần này là phần zin nên thành ra là khi mà mình rời về thì mình phải lấy thịt chỗ này nhiều hơn. Đó là cái nguyên lý khi mà mình cân bằng động là vậy. Rồi, thì đây là những cái gô lăng mà những anh em khách á, gửi đến cho mình để mình xử lý. Thì đây là gô lăng 5 số này. Thì mấy cái gô lăng là bên chỗ khác người ta chạy cựa ha, thì mình thấy cũng ok. Nhưng mà anh em gửi tới cho mình thì mình cân bằng động thôi. Thế thực ra thì mình cũng không có biết. Nhưng mà mình feedback của những anh em khác thì sau khi cân thì mình thấy những anh em khác feedback rất là ok. Nói chung là nói là chạy rất là nhẹ. Đó. Thì nói chung là tí nữa mình sẽ gửi những cái cuối video, mình sẽ gửi những cái hình đó cho anh em xem. Đây là gô lăng quay này, anh em thấy không? Đó, mình đã được cân rồi. Anh em thấy cái mayo bên trong mà anh em biết ha. Gô lăng của quay này, quay lên FI ha. Đó, thì đây cũng là gô lăng 5 số này. Nhưng mà gô lăng là của mình ha. Còn ba cái kia là của anh em khách. Thì mình nói với anh em á, là mình ví dụ tại sao mình phải cân. Tại vì cái lượng gram của nó nằm phân bổ trên cái gô lăng, nó nằm không có đồng đều. Đó, thì khi mà nó không đồng đều như vậy, nó buộc mình phải cân. Giống mình nói ví dụ anh em cột một cái cục gì đó ở một cái đầu dây, xong rồi anh em cầm một cái khúc dây đó, anh em cầm đầu còn lại thì tay anh em quay. Thì khi mà anh em quay như vậy, anh em quay tốc độ cao đó, là cái lực quán tính đó, nó sẽ làm văng cái cục đó ra. Văng cục đó ra, khi mà anh em ngừng quay, nếu mà anh em giữ cái tay lại thì anh em sẽ thấy là cái cục đó, nó cái lực quán tính đó, nó moment quán tính đó, nó sẽ kéo cái tay mình ra. Nó kéo cái tay mình quay theo cái hướng của cái cục đó. Thì đó là cái hiện tượng đơn giản nhất mà anh em có thể hình dung trên cái gô lăng này. Nếu bị mất cân bằng động, nó sẽ tạo truyền cái lực rung trên cái cây gen của mình. Nó tạo cho mình cái cảm giác mà mình chạy, mình cảm giác bị rung rần. Thì đây là bây giờ mình sẽ ví dụ trên, mình cho anh em xem cái kết quả khi mà mình đã cân và mình thử nghiệm trên cái xe của mình cho anh em xem ha. Đó. Ok,
Ok anh em, thì nói chung là bây giờ mình cũng đã gắn cái gô lăng mà đã được cân bằng động vô rồi. Thì nói chung là gắn lại nha, mình gắn lại thì đã được cân rồi nha, đã được cân rồi, mình sẽ thử cho anh em xem. Thì mình thấy nhiều anh em thử cái ly nước như vậy thì ok, mình giờ sẽ thử. Cái in của mình rất là rung nha anh em nha. À, mình chỉ cần đụng nhẹ là nó rung à. Đó, bây giờ mình sẽ thử, mình nẹt lên cho anh em xem á. Đây, cái này là phải thử nè. Đồng hồ không thấy gì hết, quá chói nè. Mình sẽ nẹt nè. Bây giờ quen mình, anh em nhìn cái tay ống ga của mình nha. Mình sẽ có một cái khoảng chờ ở đây, còn đây là bắt đầu từ đây trở đi mình mới vặn nè. Nè, đó, mình mới vặn nè, anh em thấy không? Mình mới vặn nè. Đó, là mình vặn hết ga nha. Nó chỉ có khoảng chạy ga của nó chỉ có như đây thôi. Bây giờ mình sẽ đè lên cho anh em xem nè. Bây giờ mình sẽ, nói chung là mình sẽ đè. Đây, mình sẽ vặn hết cái tay ga thử xem sao nha. Hết ga luôn nha anh em, mình vặn hết ga luôn á. Cứng ga nè, cứng ga nè. Anh thấy ly nước không? Không đổ nha. Thì nói chung là mình nếu mà mình đứng tại chỗ mà mình nẹt như vậy rất là hại máy. Nên thôi mình xin phép là mình nẹt vài cái thôi. Đó, mình nẹt vài cái thôi. Nhưng mà nếu mà anh em ngâm cái ga đuôi là cái xe nó phải buộc nó phải giật nha. Buộc nó phải giật nó chạy. Nhưng mà mình vặn lên như vậy đó là nó không có bị rung. Còn đối với những cái lúc trước, ví dụ như mà vô tình mà khi mà mình chạy cửa là nó sẽ có những cái bị ít, cái bị nhiều anh em, cái bị nhíp ít bị nhiều, hoặc là đa phần là có cái không bị luôn, có những cái là nó sẽ bị nặng. Đó, giống như cái hồi nãy mình cho anh em xem, hoặc là cái đầu tiên mình làm cho anh em xem nó bị 20 mấy lỗ lận, trong khi những cái có những cái nó chỉ 5-6 lỗ, có những cái mình thấy nó bị chỉ bị 5-6 lỗ là hết rồi, đó là nó ok rồi. Thì đó, mình nẹt cho anh em xem tại vì khu vực xóm mình dân cư mình cũng không muốn ảnh hưởng nhiều. Thì anh em thấy không, ly nước nông độ đó, thì mình nói anh em là cái cảm giác khi mà mình chia sẻ với anh em là cảm giác rất là nhẹ, rất là nhẹ cái xe đó. Thì thì đó là vấn đề mà cái đó là cái kết quả mình cho anh em xem ha, đó là cái kết quả mình cho anh em xem. Còn cái việc mà mình chưa cân cái vô lăng mà chưa cân mà mình thử, có thể mình sẽ không thử cho anh em xem tại vì mình bây giờ mình không còn cái mà không cân nữa, nên thôi hẹn anh em clip sau đợt khác mình sẽ thử cho anh em xem ha. Rồi thì cảm ơn xem clip của mình đó. Mình chỉ cần đụng nhẹ thôi là cái này nó đổ nè, nó đổ lên á. Rồi thì ok anh em, thì cảm ơn xem clip của mình, hẹn gặp sau. Anh em thắc mắc về vấn đề mà FI đồ mọi thứ thì mình sẽ chia sẻ với anh em sau ha. Mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Còn nếu mà mình đứng tại chỗ mà mình cái nẹt như vậy á, thì nguy hiểm anh em. Cái máy mình nó không có chịu nổi, cái dê mình nó không có chịu nổi, tại vì khi mà không tải á, là cái tua máy nó lên rất là nhanh, TBS rộng, tua máy lên rất là nhanh, nên thành ra là cái gia tốc mà để cái gia tốc mà nó dồn lực lên cái dê nó là cái dê có thể là chịu không nổi. Đó, cây dê nó vẫn chịu được cái tốc độ đó, nhưng mà với một cái gia tốc có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như là cũng một quãng đường, cũng một quãng đường từ đây đến đây, nhưng mà chạy từ từ thì được, nhưng mà chạy với tốc độ nhanh như vậy là cái dê cái sức của nó chịu không nổi. Thành ra là mình hạn chế mình đứng tại chỗ mình nẹt ha.